Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 7, câu 21 đến câu 29. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ, Thầy sẽ tuyên bố với họ, ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu xây nhà trên cát, gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giê-xu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta không những phải tuyên xưng niềm tin, mà niềm tin đó còn bao trùm toàn bộ cuộc sống chúng ta. Chúng ta không chỉ là Kitô hữu trong một số nơi hay một số dịp nào đó, nhưng là niềm tin Kitô hữu phải ăn sâu vào mọi sinh hoạt của chúng ta. Đó có lẽ là ý nghĩa của bài tin mừng hôm nay. Dụ ngôn hai ngôi nhà là phần kết thúc diễn giải dài của Chúa Giê-xu về lề luật. Luật mới mang lại cho con người hạnh phúc thật, được xây dựng trên nền tảng là Chúa Giê-xu. Nhưng luật đó chỉ có giá trị khi được đem ra thực hành mà thôi. Người ta xây một ngôi nhà là để ở trong đó. Chúa Giê-xu muốn nói với chúng ta rằng, người khôn ngoan đích thực phải làm cho lời Chúa trở thành ngôi nhà để ở trong đó. Điều này cũng có nghĩa là người Kitô hữu phải dấn thân vào việc xây dựng cuộc sống của mình trên lời Chúa, nghĩa là trên niềm tin Kitô giáo. Cuộc sống đức tin đó phải vững mạnh để giúp người Kitô hữu có thể chống chọi với bão táp của cuộc đời. Người ta thường gọi một người nào đó là khôn ngoan khi người đó làm điều phải làm đúng lúc. Trong cuộc sống đạo cũng thế, người khôn ngoan đích thực là người biết xây dựng cuộc sống của mình trên niềm tin Kitô giáo. Người đó sẽ không còn phân ranh giới giữa đời sống tư với đời sống công, cũng không đặt niềm tin vào một trong những ngăn kéo của trái tim họ. Trong tất cả mọi sự, họ suy nghĩ, phản ứng và hành động theo tin mừng. Tin mừng là linh hồn toàn bộ cuộc sống của họ.